Xin kính chào quý vị và bạn. Đứng bên cạnh tôi đây là mẫu Elantra 2019 thế hệ thứ 6 với một cái thiết kế diện mạo hoàn toàn mới. Có thể nói mẫu Elantra này đúng hơn thì phải gọi nó là Elantra facelift, có nghĩa là một bản nâng cấp nhẹ chứ không phải là một sự thay đổi hoàn toàn đột phá về thiết kế ngoại thất, nội thất cũng như tiện nghi. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đôi chút về mẫu Elantra và đây là phiên bản 2.0 số tự động. Hiện tại thì Elantra thế hệ này sẽ có 4 phiên bản, bao gồm 1.6 số sàn, 1.6 số tự động, 2.0 số tự động và 1.6 Sport Turbo. Mẫu Elantra 2.0 này thì hiện tại đang có giá bán là 699 triệu. Tức là nó đã tăng giá khoảng 40 triệu so với phiên bản cũ. Phiên bản trước đây thì Elantra 2.0 có giá bán là 659 triệu. Và hiện tại mẫu xe này là 699 triệu. 40 triệu này hầu hết sẽ dành cho toàn bộ những thay đổi về mặt ngoại thất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về cái phần ngoại thất của chiếc Elantra 2.0 này có gì đặc biệt. Điểm ấn tượng đầu tiên các bạn có thể quan sát thấy ngay khi chúng ta nhìn vào mẫu xe này, đó chính là cụm đèn. Một cụm đèn theo ý kiến cá nhân của tôi có thể nói đến hai từ, đó chính là hoàn hảo. Đây là một dạng đèn LED và Hyundai cũng là hãng xe đầu tiên có thể nói là như thế nào nhỉ? Tận dụng những cái đột phá thiết kế từ xe sang để áp dụng trong mẫu xe của mình. Đó chính là các bạn quan sát thấy thay vì cái cụm đèn pha, đèn cốt, hai bóng bi chẳng hạn, hoặc là một bóng nhưng mà chung hai nhân, thì ở đây Hyundai Elantra 2.0 các bạn thấy chúng ta sẽ có 4 tinh thể cầu LED này. Và đặc biệt là bên trong những cái tinh thể này chứa hàng loạt những cái tinh thể LED nhỏ hơn, đảm bảo cái quầng sáng rất là tốt, ánh sáng tập trung và đặc biệt là nâng cao tính thẩm mỹ. Bao quanh toàn bộ cụm đèn này thì các bạn thấy đó chính là một dải đèn LED được kéo dài như thế này. Đó. Với cái thiết kế này cộng với cái việc đèn xi nhan cũng đã được thiết kế hình tam giác, điều này mang đến một cái vẻ gãy gọn, sắc nét. Tuy nhiên nó có cái phần gì đó nó hơi sắc sảo và thật sự thì không phải là khách hàng nào cũng có thể yêu thích cái mẫu thiết kế này. Tuy nhiên cá nhân tôi thì tôi lại rất thích, bởi vì chúng ta là những khách hàng trẻ tuổi và tôi thích những cái thiết kế đột phá kiểu như thế này. Các bạn quan sát thấy này, ngoài việc có một cái dải đèn LED như thế này, nó sẽ kéo dài nối liền toàn bộ hai cụm đèn với nhau. Ở phía giữa chúng ta sẽ có một cái logo Hyundai. Toàn bộ cái phần thiết kế thác nước này vẫn tuân theo ngôn ngữ cascading quen thuộc. Tuy nhiên thì nó được phá cách một chút bằng việc những cái khoảng cách giữa các nan này to hơn. Và tất cả những chi tiết này đều sử dụng chất liệu chrome sáng bóng. Chất liệu này giống hệt như chất liệu đang sử dụng logo. Và các bạn yên tâm là với chất liệu này thì chúng ta có thể giữ được cái bộ sáng bóng này ít nhất là 5 năm, 7 năm mà không hề hấn gì cả. Lui xuống phía dưới này một chút, các bạn quan sát thấy ở đây nó có một số cái chi tiết nhỏ, ví dụ như cái cản trước chống va chạm này được sơn đen. Đen này là đen nhám các bạn nhá, vừa tạo cái sự khỏe khoắn. Kết hợp với phía bên này chúng ta có hốc hút gió này, và đặc biệt là các bạn quan sát đây, cái này chính là phần hốc hút gió mà Hyundai nó đã trau chuốt hơn. Với những cái việc như thế này thì chúng ta sẽ có một số cái chi tiết kết hợp giữa các hốc hút gió như thế này, hốc thoát gió, tạo cho xe có một cái hệ số cản rất là thấp, nó chỉ rơi ở mức 0,27 CD. Điều này sẽ giúp cho Elantra, tôi chỉ nói trên về mặt lý thuyết thôi nhá, chiếc xe sẽ ổn định hơn khi đi ở tốc độ cao, hệ số cản gió thấp hơn, cũng giúp cho chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và đây chính là tổng thể toàn bộ phần đầu trước. Lui một chút sang phần hông này thì chúng ta sẽ có tổng thể về thiết kế bên hông. Ở đây nó có một số các chi tiết. Thứ nhất là về bộ la răng này, một bộ la răng thể thao phay cắt 17 inch. Và mẫu Elantra này cũng sẽ sử dụng cái thông số la răng 17 inch giống như trên phiên bản Elantra 1.6 Sport Turbo. Tuy nhiên thì cái thiết kế về hình dạng của la răng là khác nhau. Lui xuống phía này chúng ta sẽ có gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp xi nhan báo rẽ, chỉnh điện cụp điện. Tuy nhiên thì hơi tiếc một chút, mẫu xe này 2.0 nhưng vẫn chưa được trang bị cái hệ thống cảnh báo điểm mù. Cái này thì chắc là chúng ta sẽ phải trang bị bên ngoài. Tay nắm cửa cùng màu thân xe. Cái này thì tôi cũng có một chút điều để nói về cái tay nắm cửa này. Các bạn quan sát thấy ở đây này, tay nắm cửa mạ chrome tích hợp cái nút bấm mở cửa thông minh này. Nhưng mà thực tế thì với một cái mẫu xe sedan hạng C như này, tôi nghĩ cái việc mà thiết kế cái nút bấm này nó cũng có lẽ là dần trở nên lỗi thời. Và hy vọng là bản tới thì Elantra sẽ được tích hợp cái cảm ứng ở đây hoặc ở đây, nó sẽ đỡ thô hơn một chút. Đó là về cái phần thân xe. Ở thân xe này này thì các bạn lưu ý, toàn bộ cái phần nẹp chân kính này nguyên bản theo xe đã là chrome rồi, nhưng mà trên này này chúng ta vẫn sử dụng những cái nhựa đen như thế này, nó cảm giác nó hơi lệch lạc một chút. Các bạn sẽ có hai tùy chọn về cái phần phía trên của chân kính này. Các bạn có thể sử dụng những cái chất liệu bộ ốp chrome, dán chrome như thế này, giống hệt như phần phía dưới để tạo sự đồng bộ, hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng cái mi che mưa. Tuy nhiên thì mi che mưa tính tiện dụng cao nhưng tính thẩm mỹ thì không cao. Lui về phía đuôi xe, phần đuôi đây này, phần đuôi này mới là cái phần mà tôi cảm thấy thích thú thứ hai chỉ sau cái phần đầu thôi. Bạn thấy cụm đèn led rất là đẹp, có thể nói đến hai từ đó chính là tinh xảo ở trong cái thiết kế này. Ngoài cái đèn led này ra, có hai sự thay đổi nhỏ nhỏ thôi thì hôm nay tôi cũng sẽ giới thiệu đến các bạn. Thứ nhất là cái vị trí camera lùi. Đây chính là cái vị trí camera lùi này. Với cái vị trí này các bạn thấy đây, thứ nhất là tầm quan sát sẽ rất là rộng. Thứ hai, cái việc mà mất cắp hoặc va chạm thì gần như không để xảy ra trên cái mẫu Elantra 2.0 này. Lùi xuống dưới một chút, logo này. Các bạn có thấy cái điểm gì đó khác biệt không? Nếu mà cái việc chúng ta thiết kế như này, nó sẽ không có tay mở cửa ở đây, không có tay mở cửa ở đây. Vậy chúng ta làm nào để mở cái cốp của Elantra này? Hyundai rất khéo léo các bạn nhé. Đây này. Đấy. Đây chính là vị trí mở cốp của Hyundai. Các bạn có vừa quan sát gì không ạ? Toàn bộ cái phần này của Elantra này, nó cũng được vuốt thoải lên một chút, sau đó thì nó được tạo hình giống như cánh hướng gió phía sau. Và điều này thì giúp cho Elantra 2.0 có thể ổn định hơn, đặc biệt là trong tốc độ cao. Phần sức gió sẽ ghìm phía đuôi xe xuống và cái hiện tượng lắc lắc nó sẽ không thể xuất hiện được. Nó giống như trên những cái mẫu xe sport thể thao. Chúng ta ngó một chút về cái phần cốp xe xem nó có rộng hay không nhé. Đây các bạn quan sát thấy này, đây là tổng thể cái phần cốp sau của xe. Xe sedan hạng C, dài 4m620 cơ, nên là cái khoang hành lý này các bạn nhìn rất là rộng. Đó, cứ yên tâm thoải mái để đồ vài ba bộ gôn, thậm chí là say rượu thì có thể ngủ ngay trong cái vị trí cốp này được. Phía dưới này chúng ta sẽ có cảm biến góc và cảm biến lùi. Và các bạn lưu ý là đặc biệt cái phiên bản này chúng ta có cả cảm biến sau, cảm biến trước, cảm biến góc sau, cảm biến góc trước, đầy đủ hết các bạn nhé. Đây là tổng thể về phần ngoại thất của xe. Hyundai Elantra 2019 là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 6 của Hyundai thành công tại Việt Nam. Thủ của Elantra bao gồm Mazda 3, Kia Cerato, Toyota Altis, Ford Focus. Mức giá Elantra 2019 bị đánh giá là khá cao khi có mức tăng lên tới 40 triệu so với phiên bản Elantra 2018 trước đó. Tuy nhiên với thiết kế trẻ trung, thể thao và nhiều công nghệ tiên tiến, Elantra 2019 vẫn xứng đáng là chiếc xe đáng mua tại thời điểm này. Mọi thông tin chi tiết về giá bán và khuyến mại, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số máy 0967 58 8585 gặp Ngọc Huyền, quản lý bán hàng tại Hyundai Lê Văn Lương để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.